tiếp theo là đến quyển thứ ba. Kính thưa quý vị thính giả và chư quý đồng đạo, qua quyển Kệ Dân, cũng trong 1939, Đức Quỳnh Giáo Chủ đã viết đến Sám Giảng quyển 3. Phẩm kinh này Ngài dùng thể văn lục bát dài 612 câu, khởi đầu bằng câu ngồi trên đảnh núi Liên Đài và chấm dứt bởi câu chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Trong quyển này, Đức Thầy dạy tu nhân đạo cho tròn để dần dần tiến lên giải thoát. Theo đó thì người tu nhân đạo phải giữ vẹn tứ ăn, mà muốn được vậy thì trước hết phải tránh xa những trụy lạc hư hèn do văn minh vật chất cám dỗ. Nhiên hậu mới tích cực làm tròn luân lý tam can ngũ thường. Đức Thầy đã khóa các thủ tục, nhất là những hành động phi lý trong các đám tang ma như đàn nhu hầy lễ, đàn trống sát hại sanh vật để cúng tế. Nếu cố gắng gìn giữ trao sửa theo những lời chỉ giáo trong phẩm kinh này thì đạo nhân có thể coi như hoàn bị và việc học Phật cũng tiến xa rồi. Kính mời chư quý vị thính giả và đồng đạo theo dõi phẩm kinh Di Diệu của Đức Thầy. Chương trình diễn ngâm sẽ do các độc giảng viên thực hiện. Phan Văn Dũng. Kể từ tiên cảnh ta về. Lê Thị Úc Hợp. Minh Hoàng chưa ngờ đại mây. Nguyễn Ngọc Tâm. Dạo chơi lục tình một khi. Trương Thị Thanh Nga. Dầu cho có ở xa xăm cũng là ráng tới viếng thăm vương trần. Thành kính diễn ngâm. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi trên đảnh núi Liên Đài tu hành tầm đạo một mai lãng thiên mò cõi xa chơi. Nón cao đánh thượng thành thơi vô cùng. Hiểu hiểu gió thổi lạnh lùng. Phất phơ liễu yếu lạnh lùng. Tòng mai mùa xuân hưng nghe cảnh lầu đài lúc còn xác thịt thi tài hùng anh tư di mây phủ bồng lai một cõi hữu danh chữ đề. Kể từ tiên cảnh ta về nón bồng ta ở giữa kề mấy năm. Dạo chơi tầm bực tri âm, nay vì thương chúng trần gian phản hồi. Nghĩ mình trong sạch đã
rồi, đào tiên tam thực về ngồi cõi xa. Phong trần tâm đã rời ra, Ngọc Thanh là hiểu ai mà dám tranh. Ngày ra chơi chốn rừng xanh, tôi về kinh kể cười cánh mặt người. Xuống trần lỡ khóc lỡ cười, ham vui đào mận vuông tròn chẳng sống. Chừng nào xấu nọ quá lòng, trần gian mới rõ thần tiên. Thương đời ta mượn bút nghiêng, thở than ít tiếng dài truyền lòng son. Bắt đầu cha nọ này thương chúng hao mòn từ đây, minh hoàng chưa ngự đài mây, gầm trong thế sự còn đầy gian trưng. Đò đưa đang chờ dần đến mới mừng Chúa tôi. Thảm thương thế sự lắm ôi, dày đầy thế thảm lắm hồi mê ly. Dạo chơi lục tình một khi, trước đưa người tục tu trì xa khơi. Nó chiều rồi lại đổi mới, dương trần sắp dương bình trời từ đây. Khuyên trần sớm liệu bắp khoai, cháo rau đỡ già tháng ngày cho qua. Nhân cùng bốn đạo gần xa, tu hành trì chi mới là liệu mai. Nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đặng cõi tiên thánh lầu đài quốc dương. Niệm Phật nào đợi mùi hương, miễn tâm thành kinh tòa chương cũng gần. Lao sao bể bắt non tầng, quân phiền tham bao xa gần cũng qua. Tranh thân cho rõ tài ba,
cùng nhau giành giật mới là thấy phơi. Khổ lao đã sắp đến nơi, thế gian bớt miệng kêu mời cõi âm. Dầu cho có ở xa xăm cũng là ráng tới viếng thăm dương trần. Ngũ hành cùng các chư thần từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh. Chuông kia treo sợi chỉ mạnh, chẳng lo thân phận lo dành bướm ong. Yêu trung ai liệu cho xong, đến chừng gặp chúa mới mong trở về. Bây giờ kẻ sợ người tề, hiền lương đến hỏi cũng kề với nhau. Phật trời chẳng luận nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Hữu phần thì cũng hữu duyên, sửa tâm hiền đức cõi tiên cùng gần. Ta mang mình thật xác trần, ra tại giấc chúng được gần bồng lai. Mãi sau nhiều cuộc đất cài, đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa. Lập rồi cái hội long qua, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Gian tà hồn xác cũng tiêu, thảm thương ba tánh chinh chiều ruột đau. Mặc ai tranh luận thấp cao, thương trọng lệ thứ sao sao từ đây. Chinh chinh bông xê về tay, đôi nhìn trần thế xác thay ê hề. Thương trần ta cũng ráng thề, đặng cho ba tánh liệu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải xác thân người đời. Phật truyền ta dài mấy
khỏi lầu son vừa kề. Thương đời dân vật say mê, làm điều gian ác thảm thế sau này. Kế tự hầu hạ bên thầy, vào ra chầu chực đài mây cùng gần. Tuy là nước vừa non tầng, ngày sau thế cuộc soi dần về Nam. Qua sông nhờ được cầu Lam, tu hành nào đời ý chùa An làm gì. Bây giờ bạc lộn với chì, nửa sao lọc lại dích tì cũng chê. Bơ dân chớ có sai mê, trung lượng chánh trực giữa kề đài mây. Mãn lo gây gỗ tối ngày, chẳng lo rèn đúc trí tài hiền lương. Thân này ăn tuyết nằm xương, chẳng than chẳng thở vì thương thế trần. Theo thầy giảng giải nhiều lần, dương gian nào biết thế trần nào hay. Cầu cho dân khỏi nạn tai, qua nơi khổ não mặc ai chê cười. Bạc đau giam sánh vàng mười, u mê mà lại chê cười thần tiên. Giả từ sơn lạnh lâm tuyền, về đây hỏi hiệp xã duyên tớ thầy. Ở rừng bạc dơi cao cày, bây giờ xuống cày lìa xa. Thiên cơ biến đổi càng quang, gặm trong thế giới còn đôi ba phần. Màu màu kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hỏi này. Tuần hoàng thiên địa đòi xây, cám thương trần hạ lòng đây chẳng sờn. Cũng còn kẻ ghét người hờn, vì không rõ hiểu xa dân của
này ta đoan, ai mà ăn ở nghìn ngang đón đường nó bắt sẽ tan xác hồn, chứ rằng quả phước vô môn đau đầu cũng phải xác hồn tiêu tan. Khuyên người hữu phước giàu sang mau mau làm phước làm doan cho rồi, để sao có đứng khôn ngồi hướng nhà tiếc của biết hồi nào ngôi. Ai mà ăn ở ngược xuôi bị nơi răng rít chẳng vui đâu là. Răng to tên gọi mạng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tu tịnh chuyên cần làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Thương đời hết già cần lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu thảo dễ thì cho sống. Tu cầu cứu giấc tổ tông, dễ cho ba tâm máu hồng bớt thì rơi. Tu cầu cha mẹ thành thơi, quốc dương thị thổ chiều mới phản hồi. Tu đền đừng ham sắc lịch lắm quen lùi mình. Tu là xưa tròn ân tình, tạo khang chồng vợ bố kình đừng cầu đức Phật Như Lai cứu dân qua khỏi nạn tai bụi này. Chư tôn chớ khá trầy chày, phải trao phải sửa dài phiên. Ra đời xứng hiểu khùng điên, nào ai có rõ thần tiên
vậy thì mới mau tri hiền tâm đức chùi lao ra công lọc kỳ thì thao ra vàng vinh qua phô quý chẳng màng ra hoài ra lực cõi thoảng xa chơi con sông dòng nước chiều mới dốc lòng trả nợ nước đời cho sông chừng nào bổn đạo hiểu thông thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi chữ vinh chữ nhục mấy hồi đến khi thất vận làm mồi yêu tinh tô rèn tâm trí cho mình tánh kia thành kiến phỉ tình chùi lao hiểu rồi những việc lao đao ở cùng cô bác làm sao cho tròn kính yêu nào phải hao mòn ở cho phải nghĩa lòng son mới vừa nghìn ngang hỗn ẩu phải chừa bà con nội ngoài dạ thưa mới là sớm diện phải ở thật thà dầu không quen biết cũng là như quen ở cho cha mẹ ngợi khen gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm tác thân là cái gông cầm nếu làm chẳng tròn thú hầm sẽ thay cho rồi nhân nghĩa mới hay lễ nghi phong hoa đổi thay làm gì từ đây biến đổi gì kỳ dương thế chuyện gì cũng có chuyện lai rèn tâm cho được thẳng ngay khỏi nơi tà quỷ một mai đời cũng là người ở trong trời cớ sao ăn ở nhiều lời ngổn ngang hung hăng ý của giàu sang chẳng kiến trời Phật mê mang ý tiền dạy rồi cái đạo tu hiền
làm trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng. Cũng đừng ghẹo gái có chồng, cũng đừng phá hoài chữ đồng gái trinh. Ra đường chọc ghẹo gái xinh, nửa sao mắt phải yêu tinh hư mình. Xử cho vẹn chữ nghĩa tình, dâng lời cha mẹ mà gìn gia can. Nghiêm đường chiếu lệnh cho an, loạn luân can kỷ hổ mang tiếng đời. Anh em đừng có đổi dời, phủ phàng giữa muối xe lơi nghĩa tình. Tuy là trời đất rộng thinh, có thần xem xét phân minh cho người. Vô duyên chưa nói mà cười, chưa đi mà dài hơi người. Dục dòng lòng ta, đừng chiều theo nó vậy mà thân. Nghe lời cha mẹ căn phân, tam tùng vẹn dư lập thân bụi này. Tình duyên chẳng kiếp thì chạy, chớ đừng cái lình gió mây ngoài tình. Đi thưa về cũng phải trình, công dung ngôn hành thân mình phải trao. Công là phải sửa làm sao, làm ăn các việc tầm vào chẳng nên. Mình là đừng cho công việc hơn mới làm. Chữ dung là phấn đàn ba, dốc hình tươi tắn đứng đi dịu dàng. Giàu cho mắt chữ nghèo nàn, cũng là phải sửa phải sang mới màu. Ngôn là lời nói mặt giàu, cũng cho nghiêm chỉnh mới hầu khôn ngoan.
đừng dùng lời tiếng phàn ngang, thì cha với mẹ mới an tâm lòng. Hạnh là đức tánh phải không, ở cùng chòm sớm đừng cho mất lòng. Bốn điều nếu đã làm xong, cùng dịnh chữ hiếu phục tòng sống thân. Giải rồi những chuyện đức ân, phận làm cha mẹ sự phân lẽ nào. Lỗi lầm chớ có hùng hào, đừng chửi đừng rủa đừng cao đừng bươi. Đem lại hiền đức tốt tươi, đặng mà giao qua vàng mười chẳng hơn. Cũng đừng gây gỗ giận hờn, cho con bắt trước xà dơn mới là. Nam mô sao chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh. Xưa nay sao chữ lành tanh, chẳng ai chịu có niệm sanh thử coi. Trì tâm thì quá ít ôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Rạch tim đem để nó vào, thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Để sao đến việc ta tới, rồi tu sao kịp chịu mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Tu hành nhiều kẻ chẳng ưa, mặc ai dèm xiêm sớm chưa chẳng màng. Gặm trong thế sự trần hoàng, người hung người ác tà gian cũng nhiều. Thương đời ta mới đánh liều, mong người tu tịnh ít nhiều cũng hay. Muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư. Những người có của tiền dư, hãy nên bố thí dành tư làm gì.
thì dân ơi, tại sao chẳng cung chè sôi, bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè. Cũng không có muốn qua què, lậu đài sơn phết cũng là chẳng ham. Ai chê khờ dại cũng cam, chớ tôi cũng chẳng có ham. Lầu đài chớ tu hại ráng miệt mài, đừng kể dân dài đừng nề mau lâu. Giao khiên khắp hết đau đau, bớt điều mì đừng theo lũ quỷ lũ ma, cùng kiếm nó mà nó phải ăn quen. Chết rồi cũng bớt cốc kem, trong đợn lê đàn nhu thầy lễ cùng kỳ, mắc phải chuyện gì vô phục bình hưng. Lại thêm đợt địch tưng tưng, đem con heo sống mà dưng chú gia kẻ lại người quỳ, làm chuyện gì kỳ gia vui hay không. Nếu không thể trả lời không, bằng mà có dối thì hồng xưa đi. Thương đời ta luôn sầu bi, học nhỏ cứ mãi làm thi ngạo đời. Rung đồi ngâm chuyện trên trời, tình duyên cả nước dậy thời vô con. Thấy đời ta cũng heo vốn, học nhỏ mà chẳng làm tròn nghĩa nhân. Khoe mình chẳng có ai hơn, nhờ làm thuốc bắc đỡ cơn túng nghèo. Hiền nhân chẳng chịu làm theo, đợi ai có bệnh túng nghèo chẳng than. Hốt thời cắt bãi cắt ba,
nó đòi năm cách người ta quản hồn. Lành bay còn ác lại tồn, đến chừng lập hỏi xác hồn lìa xa. Mấy anh thầy thuốc lang xa cũng là máu mật người ta lấy tiền. Xin trong anh chị đừng phiền, đồng bạc đồng tiền là thứ quý ân. Muốn sao vừa được các lân, hãy nên trao sữa hiền nhân mới là những người quê dốt thật thà. Cũng nên tu niệm nhờ mà thân sao lập đời mới biết thấp cao. Bây giờ chưa biết ai thao ai chỉ, đời xưa có ngủ duyên kỳ. Đem tài học thuốc hiến thì cho dân, người xưa còn chẳng cần thân. Miễn cho trong nước chúng dân được nhờ, để tâm yên lặng như tờ, nghĩ suy lời lẽ tỏ mờ thế nào. Luận xem thế sự thấp cao, khuyên dân hãy bớt làm màu hiếu nhiên, bớt bỏ rình rang một khi. Nếu cha mẹ chết làm y lời này, là lời truyền giáo của thầy, bông hoa cầu Phật hiệp dày đi chôn. Còn mình muốn đãi làng thôn thì là tùy ý đáp ngôn cho người. Gặm trong thế sự nực cười, chẳng lo cải sửa cho người tâm ngay. Mình làm chữ hiếu mới hay, chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu. Muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Một liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hành tâm dài từ bi. Ai ráng mà suy
chuyện đi rõ ràng. Làm tuần tra rượu xinh xoan, rồi thì chửi lộn mà ăn nổi gì. Dương trần làm chuyện gì kỳ, tạo nhiều cánh giả chân thì chẳng theo. Của tiền chớ có bỏ theo, chết rồi tế lễ bỏ heo gì. Nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn, không làm để ở lung lăng chửi cha mắng mẹ lăng xăng. Cho biết nhường biết tùy, vui lòng cha mẹ dạy thì mới ngoan. Đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Thôi thôi bớt miệng hùng anh, ở nơi cửa khẩu thiệt rành tiếng ni. Chưng bài quân tử làm chi, của đồ họ bịch vậy thì xưng hôn. Lỗ đàn lỗ điếm hồ đồ, anh hùng quân tử xưng hôn rền trời. Gặp ai mắc nạn cười chơi, chớ không ra sức giúp đời điều chi. Họ mình là bậc tu mi, chưa tròn bổn phận mà tí tôn mình. Kể từ thương lộ đăng trình, vào nam ra bắc mặt tình bốn phi. Khuyên rằng cần thế một khi, tuần đời sắp hạ bằng ni rõ ràng. Dương gian làm quyền nói càng, cùng sớm cuối làng đâu cũng như đâu. Hà reo dục trong nhiều câu, sai đồng khiển quỷ nói lâu nực cười. Ta khiến hết thảy các người, nhiều chuyện cho cười hãy bỏ đi.
đừng ho đừng reo làm chi, nghìn ngàn kiểu mua có khi hại mình. Nghe không thì cũng mặc tình, nói cho rõ rệt dân tin không là Quan Âm Nam Hải Khổ Đà. Cùng thầy ra lệnh nên ta giáo truyền, thanh thần không phải thiếu tiền, mà kêu mà reo xuống trần mà sai. Nam mô Quan Âm Như Lai, cầu xin chư Phật cứu nay dương trần. Khuyên đừng chửi thanh mắng thần, xưa nay thứ lỗi thế trần chẳng kiên. Lưỡng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước dưới miền trần gian. Tâu qua thượng đế Ngọc Hoàng, dương trần hung ác đã đoan quá nhiều. Chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh Dương khó đứng khôn ngồi, thảm thương lệ thứ mắt hồi gian trung. Trước đền mắt ngọc lệ rưng, quỷ yêu ba tấm biết chừng nào ngôi. Làm sao cho giả được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lời khuyên xưa cũng một lần, nay mượn sát trần xuống bút ra cơ. Khôn ngoan nghe nói ngẩn ngơ, ngủ si thì tưởng như thơ biếm đời. Đâu cũng Phật cùng trời, tâm thành chí nguyện xem đời khó chi. Văn thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền Bát Nhã cứu thầy trần tình yêu đương.
bàn muôn tài phép nào thường, kêu trời dẫm đất cùng thì già rân. Nói cho trần thế liệu toan, chờ thành binh sai đầu cùng rành, nếu tình thời mất tan tành về sao. Bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không. Nói cho bổn đạo rõ lòng ấy là chân chánh mới hồng vinh giang. Địa tiên tại phép đa đoan, vì đạo bửu kim mê mang mắt trần. Phật truyền thâu hết phép thần, cứu an ba tâm một lần nạn nguy. Phiến binh bốn phía tư gì, kể sao cho xiết chuyện đi sau này. Lớp thì ác thú dậy đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hung chừng đó làm mồi, cho bầy ác thú đền bồi tội xưa. Bây giờ con mãi lọc lừa, chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Hiền lành chừng đó xâm dày, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời đỉnh phân. Yên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mời cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng cũng đó
lòng trừng trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc xê sang tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Khuyên dân lòng chớ có sần, ráng tu thì được xem đờn trên mây. Người hung chết đất chật thay, nhìn xem bất thảm ngày dài cho dân. Mấy người còn được sát thân thì là đại ngọc các lăng mới kề. Bây giờ kẻ nhúng người chề, chê ta rằng dài rằng khờ cũng cam. Dương trần bỏ bớt tánh tham, đừng chơi cờ bạc đừng làm ác gian. Để sao coi hội coi hàng, coi tiền coi Phật mới ngoan bơ trần. Điếm đàn để thọ chớ gần, để sao xem thấy non tầng xôn xao. Tuy nghèo dùng đỡ cháo rau, bệnh lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn. Đừng quen thói cũ làm càng, trộm gà cấp dịch sớm làng ghét dơ. Khi xưa ta cũng làm thơ, mà đời trần hạ làm ngơ ít nhìn. Dạy cho trần thế vì tình, đàn tiên cõi tục phân minh hai đường. Bây giờ hát bộ là thường, để sao Phật tuồng mèo má tim nhân cho đời. Hạ ngon lòng già đòi dời, bây giờ khổ não đến đời là đây. Ráng nghe lời già của thầy, để chẳng đến việc kiếm thầy.
lời vẫn nghe. Đừng hám lắm ngựa xuống xe, ăn xài phí của lụa then làm gì. Xuống trần ta dạy cố lì, cốt cho trần thế nghe thầy mới thôi. Ngày nay xe lớn xe lôi, đúng lời truyền sống của hồi đời lê. Là năm rồng răng ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề thay phơi. Tráng trình truyền sắm mấy lời, ngày nay dân chúng dậy thời ráng tri. Hiền nhân bổn phận tu mi, hãy mau thức tình kiếm thì quyền cơ. Ngón đèn khi tỏ khi mờ, chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi. Trên trời xuất hiện tử vi, quang minh sáng suốt vậy thì dân ơi. Thương dân khó đứng khôn ngồi, xót xa già ngọc bội hồi tâm trung. Gió dòng thì coi cây rung, phương xa có giặc thung dung đằng nào. Trời Tây chúng nó hùng hào, đem lòng gây gỗ mau đào mới tuôn. Cầu trời cho chúng qua chuông, thế gian yên lặng hát tuồng khải ca. Tây phương tuy ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đáo lai. Mong dân khỏi nạn tai, dắt diệu tiên cành bồng lai nhiều người. Xem trần khó nói vui cười, lo giàu lo lời chẳng rồi bơ dân. Mẹ cha là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi bao nhiêu lúc thân yêu già. Dưỡng linh đơn hoài mới là có chị cung này vậy mà dân ơi. Ta là thân phận làm tôi,
phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Mặc ai tranh luận đâu tài, khuyên dân nên hãy miệt mài chữ tu. Giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn. Học theo mối đạo làm con, luận xem học mới mấy đoan đời này. Văn minh sửa mặt sửa mày, áo quần lãng mướt ngày dài ăn chơi. Dọn xem hình dốc lạ lời, ra đường ăn nói những lời nguyệt quang. Trong tâm nhớ những điều tà, lời ăn tiếng nói thiệt là quá lắm. Xưng là đầu trẻ tuổi xanh, chẳng trao hiền đức học hành làm chi. Thời những chuyện gì cũng là lừa dối, vậy thì dân người xưa nó lại khinh chê, ông cha hủ bài u mê hơn mình. Tự do trai gái kết tình, với lo trao sữa cho mình đẹp tươi. Gái trai đến tuổi đôi mươi, chẳng kiêng cha mẹ nói cười lạ lời. So hình xưa đang làm những chuyện trái đời vô liêm. Cớ sao chê cội trồng kim, phụ cha phản chúa lòi niềm tôi con. Đời trần hạ thôn vốn, ai nuôi cho lớn mà còn khinh khi. Ông cha thọ trước ngô si, mà ai mà thật hơn thì đời nay. Học hay lợi dụng tiền tài, lên quan xuống quyền ăn xài lã lê.
gặp ai đôi rất cười chê, miệng kia hễ mở chửi thề gian rân. Chẳng lo rèn tri lập thân, để làm sao trang khổ thân sau này. Giáo viên các sở các thầy, khuyên mạo tình ngộ tập rài lòng nhân, giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Đánh liều ta cùng nói càng, cứu dân bất luận giàu sang khó nghèo, vinh hoa như thể bọt bèo, hiền lương bất luận khó nghèo cũng xin. Nhắc năm gia tình triều minh, nàng kiều vì hiếu ban mình chủ cha. Tuy là lưu lạc bôn ba, đến khi mãn hàng bạn xưa cùng nhìn, ghét ưa ta cũng mặc tình, nghiệm kim suy cổ biện minh thế nào. Ba già kẻ thấp người cao, hiền thần hiếu nghĩa rồi. Giáng này chỉ các điều tội, khuyên dân hãy ráng mà ngồi mà suy. Thân ta chẳng tiếc chi, miễn cho ba tánh nàng gì cũng qua. Luận xem những việc sâu xa, chúng sanh tưởng Phật thì là hãy coi. Tháng ngày như thế đưa thôi, nguyện cầu thế giới bớt ngồi chiến tranh. Ngồi buồn dân gặp chiếu manh, ta cho ba tánh bức tranh vô hình. Ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tâm xấu thì rinh ra ngoài. Cạn lời mà ý còn dài, hiến cho trần hà một bài ngủ ngon. Tới đây ta giải làng thôn, Ngọc Thanh lùi gốc Phi Bôn Nam Kỳ. Hiền thần sách sử nêu ghi,
miễu soạn tạc để tù mi trung thần. Thôi thôi cảnh khổ hầu gần, ta khuyên dân chúng ăn cần nhìn xem. Ra đời dạy dỗ anh em, xem qua ít bằng ráng đêm vào lòng. Người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý cùng trong cùng nhìn. Sữa trao là phần của mình, xưa nay lời lẽ sự kinh rõ ràng. Chừng nào ta gặp hơn hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Mạnh tông xưa cùng khóc măng, đất khổ nay một rõ lòng yêu nhi. Mặc ai nhạo bán khinh thi, phần ta niệm chữ từ bi độ đời. Muốn xem được Phật được trời thì là phải ráng nghe lời dạy dân. Ba gia cùng các chư tăng, việc tu không đợi hương đăng làm gì. Đời cùng tu gấp kịp xem bao ngọc lý kỳ năm non. Phật thương bồn đạo như con, muốn cho bồn đạo lòng son ghi lời. Nữa sao đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Tới đây cùng dứt dạng kinh, nếu ai biết sửa tâm sợ nguyện cầu, chúc cho ba tánh muôn sầu tiêu tan. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ, Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cửu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bãi núi, phổ độ ba tánh dạng dân, tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Nam mô A Di Đà Phật.